Tại Trung Quốc, sáng nay 27 tháng 6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự phiên khai mạc Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới các nhà tiên phong tại Thiên Tân năm 2023 và phát biểu tại phiên thảo luận với chủ đề Đương đầu với các cơn gió ngược, khởi động lại tăng trưởng trong bối cảnh mong manh. Phát biểu tại Hội nghị Thường niên các nhà tiên phong lần thứ 14 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ những kinh nghiệm, bài học của Việt Nam trong quá trình chống dịch và phục hồi, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Thủ tướng khẳng định Việt Nam tiếp tục tập trung triển khai 3 đột phá chiến lược về hạ tầng, thể chế, nhân lực. Quan điểm xuyên suốt của Việt Nam là không hy sinh công bằng, tiến bộ, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường để chạy theo tăng trưởng đơn thuần. Hội nghị là sự kiện quan trọng hàng đầu có quy mô lớn thứ hai của WEF sau hội nghị thượng đỉnh tại Davos. Hội nghị năm nay thu hút sự tham dự đông đảo của hơn 1.400 đại biểu, là lãnh đạo cấp thủ tướng, bộ trưởng của 21 quốc gia, lãnh đạo đến từ 850 tập đoàn, cơ quan, tổ chức toàn cầu. Việt Nam là một trong 5 nước được lựa chọn mời tham dự ở cấp thủ tướng chính phủ, bên cạnh thủ tướng Trung Quốc, New Zealand, Mông Cổ và Barbados. Nhân dịp tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Thiên Tân, Trung Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp song phương với lãnh đạo một số quốc gia, trong đó có Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins, Thủ tướng Barbados Mia Tottley. Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Bộ Công Thương Việt Nam và Tổng cục Quản lý Giám sát Thị trường Trung Quốc đã ký kết biên bản ghi nhớ trong việc thúc đẩy bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo đảm an toàn thực phẩm và người tiêu dùng, nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quản lý thị trường. Chiều nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp đoàn đại biểu cấp cao trung tâm những người lao động Cuba sang thăm làm việc tại Việt Nam do ông Ulises Guillete de Nascimento, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng thư ký trung tâm những người lao động Cuba, Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thế giới làm trưởng đoàn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định quan hệ Việt Nam-Cuba đang phát triển tốt đẹp, thể hiện qua chuyến thăm cấp cao và các cấp của lãnh đạo hai nước. Đặc biệt trong chuyến thăm chính thức Cuba của đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam, cá nhân Chủ tịch Quốc hội đã vinh dự phát biểu tại phiên toàn thể đặc biệt của Quốc hội Cuba và hội kiến các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Cuba về các mô hình phát triển mà phía bạn quan tâm, cho biết đang nghiên cứu điều kiện tín dụng để bảo đảm cung ứng gạo cho Cuba đầy đủ và kịp thời. Chủ tịch Quốc hội mong muốn chính quyền Cuba tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư ở nước sở tại. Khẳng định Việt Nam sẽ luôn sát cánh hỗ trợ đoàn kết với Cuba anh em trong mọi hoàn cảnh. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội gửi lời thăm hỏi các đồng chí lãnh đạo của Cuba, trân trọng mời Chủ tịch Quốc hội Cuba sớm thăm lại Việt Nam. Đánh giá cao phát biểu và thông điệp của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại phiên toàn thể đặc biệt của Quốc hội Cuba vừa qua, Tổng thư ký Trung tâm những người lao động Cuba đồng thời thông báo với Chủ tịch Quốc hội về kết quả cuộc làm việc với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với những kinh nghiệm về hoạt động và chính sách công đoàn, cho biết hai bên thống nhất tổ chức hội thảo liên quan đến xây dựng quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người lao động làm việc trong các doanh nghiệp tư nhân. Thưa quý vị, hôm nay tại huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cùng đoàn công tác có buổi làm việc với huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương vui mừng biểu dương trước sự phát triển về kinh tế, chính trị, văn hóa của huyện đảo Cô Tô. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, Cô Tô là huyện đảo có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh trên vùng biển phía Đông Bắc. Trong thời gian tới, Cô Tô cần quan tâm xây dựng hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng quốc phòng, an ninh. Phát triển kinh tế phải gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh. Cần quy hoạch các khu du lịch hợp lý, phát triển các sản phẩm du lịch độc đáo, đáp ứng nhu cầu của du khách trong và ngoài nước. Cần quan tâm đến thu hút cán bộ làm việc tại các xã đảo, có chính sách hợp lý cho các lực lượng tham gia bảo vệ biển đảo, làm việc trên đảo. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đã gửi tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện đảo Cô Tô bức tranh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hà Lan và đồng chủ trì khóa họp thứ 8, Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước, ngày 26 tháng 6 ở thủ đô La Hay, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã hội đàm với Phó Thủ tướng Carola Souten. Trao đổi về quan hệ song phương, hai nhà lãnh đạo hoan nghênh những phát triển tích cực trong quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và Hà Lan thời gian qua, khẳng định quyết tâm đưa quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hà Lan đi vào chiều sâu, hiệu quả, tương xứng với tiềm năng, mong muốn của lãnh đạo và nhân dân hai nước. Hai bên nhất trí thời gian tới cần tăng cường trao đổi đoàn các cấp, thực hiện hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU, EVFTA.
hai phó thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam và Hà Lan có nhiều điểm tương đồng về điều kiện tự nhiên, cùng chịu tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng và cùng quyết tâm hành động hướng tới phát triển xanh, bền vững, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị Hà Lan sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam EU EVIPA và ủng hộ Ủy ban châu Âu EC gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Đề nghị Hà Lan thúc đẩy hợp tác với Việt Nam không chỉ về chính trị, kinh tế mà cả về văn hóa xã hội và phát triển nguồn nhân lực. Phó Thủ tướng Hà Lan mong muốn Việt Nam ủng hộ Hà Lan tăng cường quan hệ với ASEAN. Trước đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Hạ viện Vera Beckham và Chủ tịch Thượng viện John Anthony Brugin. Hôm nay, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam đã có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 với xã đảo Tân Hiệp và thành phố Hội An. Sau khi nghe ý kiến của đông đảo cử tri xã đảo Tân Hiệp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh sẽ đôn đốc chỉ đạo các cấp ngành sớm giải quyết các vấn đề còn tồn tại, vướng mắc, nhất là vấn đề giao thông, vận chuyển người, hàng hóa giữa thành phố Hội An và Cù Lao Chàm, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người dân. Đề nghị địa phương tập trung xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển xã đảo theo hướng phát triển sinh thái, du lịch, bảo đảm vị trí trọng yếu về quốc phòng, an ninh, bảo đảm môi trường. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đã tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các cháu học sinh nghèo vượt khó của xã đảo Tân Hiệp. Chiều cùng ngày tại thành phố Hội An, đồng chí Nguyễn Đức Hải đề nghị phải giải quyết mọi vấn đề dựa trên văn hóa ứng xử Hội An, hàng năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa văn nghệ để ngày càng thu hút khách du lịch, đồng thời tiếp tục phát triển và giữ được thương hiệu Hội An trong mắt bạn bè, du khách trong và ngoài nước. Đặc biệt, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải yêu cầu phải giữ vững bờ biển Cửa Đại, cần có nghiên cứu, đánh giá bằng kiến thức khoa học và kinh nghiệm trong việc thi công bảo vệ bờ biển. Thưa quý vị, tại hội chợ quốc tế các doanh nghiệp vừa và nhỏ lần thứ 18 diễn ra tại Quảng Châu, Trung Quốc. Từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 6, Vinamilk đưa sản phẩm nổi tiếng sữa đặc Ông Thọ tham gia và gây ấn tượng với các đối tác, khách hàng tham quan. Với dân số gần 1,5 tỷ người, Trung Quốc là thị trường lớn nhất đối với tất cả các doanh nghiệp trên thế giới. Hội chợ quốc tế doanh nghiệp vừa và nhỏ Trung Quốc lần thứ 18 năm 2023 là một cơ hội rất tốt để sản phẩm của các doanh nghiệp Việt Nam có thể tiếp cận với thị trường Trung Quốc. Trong rất nhiều mặt hàng tại hội chợ, để có thể gây được ấn tượng và tiếp cận sâu hơn thị trường lớn nhất thế giới, Vinamilk đã lựa chọn sữa Ông Thọ, sản phẩm rất nổi tiếng của công ty trong mấy chục năm qua tới tham dự. Nhiều đối tác, khách hàng đã bị thu hút. Họ đã tới tham quan trải nghiệm thức uống được pha chế từ sữa đặc Ông Thọ là trà sữa. Thức uống đang được giới trẻ Trung Quốc yêu thích. Gây ấn tượng được với khách hàng Trung Quốc là sự khéo léo trong nhận định thị trường của Vinamilk. Đối với sản phẩm của đối với thị trường Trung Quốc thì Việt Nam là một nước láng giềng, cho nên chúng ta có một cái lợi thế về láng giềng gần. Đối với các thị trường khác thì Vinamilk có một cái lợi thế là Vinamilk có một cái mạng lưới sản xuất tiêu chuẩn và chúng tôi tối thiểu hóa được cái chi phí sản xuất, từ đó cái sản phẩm có giá thành cạnh tranh. Và chúng tôi đã luôn luôn đảm bảo với chất lượng, nhưng mà một cái điều đặc biệt nữa là chúng tôi luôn đồng hành với nhà phân phối để chúng tôi nghe ngóng được những cái yêu cầu từ thị trường mà kịp thời điều chỉnh sản phẩm. Thì qua đó thì cái sản phẩm càng ngày nó càng phát triển và cái mối quan hệ của Vinamilk với nhà phân phối thì nó càng ngày nó càng kháng khích. Để có thể tăng thêm sức mạnh cho các doanh nghiệp Việt Nam, cần có sự bổ trợ, liên kết giữa các doanh nghiệp để tạo ra các sản phẩm hấp dẫn hơn cho thị trường, như sản phẩm sữa kết hợp với cà phê tạo ra cà phê sữa. Ta cũng cần phải có cái sự phối kết hợp, hợp tác, liên kết giữa các doanh nghiệp với nhau, vì thị trường Trung Quốc là thị trường rất rộng lớn và các doanh nghiệp Việt Nam thì chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Và chính vì vậy, cái sự liên kết và cái vai trò của các hiệp hội, các địa phương và các cái bộ ngành có liên quan là hết sức là quan trọng. Trong 250 sản phẩm, 6 tháng đầu năm 2023, Vinamilk đã mang sữa Ông Thọ và một số sản phẩm chủ lực khác tham gia nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ, triển lãm lớn tại các khu vực thị trường như Trung Đông, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đông Nam Á. Công ty đã ký kết và thực hiện thành công các hợp đồng với tổng giá trị đạt hơn 100 triệu đô la Mỹ, giúp mảng kinh doanh quốc tế ngày càng trở nên quan trọng trong sự phát triển của mình.